Tính đến năm 2021, tại Việt Nam có hơn 7 triệu tín đồ Công giáo. Đây là tôn giáo có số lượng tín đồ đông thứ hai tại Việt Nam và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu khái quát về tôn giáo này. Công giáo ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên tại vùng Palestine. Chúa Giêsu là người sáng lập ra Công giáo, là người thuộc dân tộc Do Thái. Theo truyền thuyết, cha nuôi của Chúa Giêsu là Giuse, mẹ là bà Maria mang thai Chúa Giêsu một cách mầu nhiệm. Chúa Giêsu sinh năm thứ nhất sau Công nguyên, năm 30 tuổi Chúa Giêsu bắt đầu truyền đạo. Trong quá trình truyền giáo, Chúa Giêsu luôn bị những người Do Thái đả kích, phê phán và ghen ghét, bị nhà cầm quyền đương thời ngăn cấm và kết tội mưu phản La Mã, tử hình bằng cách đóng đinh trên giá chữ thập. Chúa Giêsu mất khi 33 tuổi. Tín đồ Công giáo cho rằng Chúa Giêsu xuống trần gian làm người, giao giảng tin mừng, chữa lành mọi bệnh tật, trừ quỷ và cuối cùng chết trên thập giá để hoàn tất công cuộc cứu chuộc tội lỗi của loài người. Công giáo tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi bao gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tuy là ba ngôi riêng biệt nhưng cùng một Thiên Chúa duy nhất đồng bản thể và uy quyền trong mầu nhiệm của Chúa ba ngôi gọi là Tam vị nhất thể. Kinh Thánh là bộ kinh sách quan trọng nhất trong Công giáo. Hệ thống giáo lý này được hình thành bổ sung trong nhiều thế kỷ, bao gồm có Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước. Cựu Ước là bộ giã sử và cũng là kinh thánh của đạo Do Thái, bao gồm có 46 quyển chia thành 3 loại là sách lịch sử, sách văn thơ và sách tiên tri. Nội dung của Kinh Cựu Ước nói về sự tạo dựng vũ trụ và con người của Chúa Trời, về sự tích dân Do Thái, luật pháp, phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của Do Thái, về các vua và dân Do Thái từ khi lập quốc đến khi tan rã. Kinh Tân Ước gồm 27 quyển, nội dung kể về cuộc đời, sự nghiệp, những lời răn dạy chỉ bảo về đạo lý của Chúa Giêsu và các thánh tông đồ đối với con người. Kinh Tân Ước chia làm 4 loại: sách tin mừng hay còn gọi là sách phúc âm, sách công vụ, sách thánh thư và sách khải huyền được ghi lại bởi các tác giả Luca, Marco, Matthew và Gioan. Hiện nay Kinh Thánh được dịch ra khoảng 750 ngôn ngữ khác nhau và là cuốn sách được xuất bản với số lượng nhiều nhất trên thế giới, khoảng 1 tỷ bản. Ngoài ra, Công giáo còn một số các văn bản khác như các án văn của giáo hoàng, nghị quyết của các công đồng về nguyên tắc có giá trị như giáo lý. Trong sinh hoạt, từ Kinh Cựu Ước và Tân Ước, Công giáo biên soạn thành hai loại kinh nguyện và kinh bổn để mọi tín đồ cầu nguyện. Trong giáo lý của đạo Công giáo có 5 tín điều cơ bản là Thiên Chúa và sự sáng tạo thế giới của Thiên Chúa, con người và sự sa ngã của con người, Chúa Giêsu và công cuộc cứu chuộc, Chúa Giêsu trở lại và sự phán xét cuối cùng, thiên đường và địa ngục, thiên thần và ma quỷ. Trong Công giáo có một số nội dung chủ yếu về luật lệ, lễ nghi như 10 điều răn của Thiên Chúa, bao gồm phải thờ kính Thiên Chúa trên hết mọi sự, không được lấy danh Thiên Chúa để làm những việc tầm thường, dành ngày Chủ nhật để thờ phụng Thiên Chúa, thảo kính cha mẹ, không được sát hại người khác, không được tà dâm, không được tham lam lấy của người khác, không được làm chứng dối, che giấu sự gian dối, không được ham muốn vợ hoặc chồng của người khác, không được ham muốn của cải trái lẽ. 6 điều răn của giáo hội bao gồm xem lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ bắt buộc, xem việc xác ngày Chủ nhật, xưng tội mỗi năm một lần, chịu lễ mùa phục sinh, giữ chay những ngày quy định, kiêng ăn thịt những ngày quy định. 7 phép bí tích bao gồm bí tích rửa tội, bí tích thêm sức để củng cố đức tin kính Chúa, bí tích thánh thể hay còn gọi là phép mình thánh Chúa, có bánh làm bằng bột mì và rượu làm bằng rượu nho, tượng trưng cho mình và máu của Chúa Giêsu. Tín đồ sau khi xưng tội được giải tội thì được chịu phép mình thánh. Bí tích giải tội dành cho những người sám hối tội lỗi. Bí tích truyền thánh chỉ dành cho những giám mục và linh mục đã được tuyển chọn để họ có thể tế lễ dẫn dắt dân Chúa. Bí tích hôn phối là bí tích kết hợp hai tín hữu, một nam và một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa. Bí tích sức dầu bệnh nhân là bí tích nâng đỡ bệnh nhân về phần hồn và phần xác. Lịch Công giáo tính theo dương lịch và trong một năm có rất nhiều ngày lễ khác nhau, nhưng có các ngày lễ trọng hay còn gọi là lễ buộc, bao gồm lễ Noel tức là lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12, lễ Phục sinh tức là ngày lễ Chúa sống lại vào một ngày của tháng 4 từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4, lễ Chúa Giêsu lên trời sau lễ Phục sinh 40 ngày, lễ Chúa Thánh Thần thiện xuống sau lễ Chúa Giêsu lên trời 10 ngày, lễ Đức Bà Maria hồn và xác lên trời ngày 15 tháng 8, lễ các thánh vào ngày 1 tháng 11. Ngoài ra còn có những ngày lễ thông thường, đây là những ngày lễ mà giáo hội không bắt buộc, nhưng tín đồ vẫn tích cực tham gia để được hưởng nhiều ơn phúc. Ngoài ra trong số các lễ thông thường còn có các lễ theo tháng hoặc theo mùa với nhiều chủ đích khác nhau. Về cơ cấu tổ chức chung thì giáo hội Công giáo được tổ chức theo 3 cấp hành chính chính thức, bao gồm có giáo triều Roma, giáo phận và giáo xứ. Giáo triều Roma là cơ quan điều hành trung ương của Tòa Thánh Vatican và giáo hội Công giáo. Nhiều giáo xứ hợp lại thì tạo thành một giáo phận. Giáo phận là cấp hành chính chính thức của giáo hội trực thuộc Tòa Thánh Vatican về mọi phương diện, việc thành lập, bãi bỏ, thay đổi một giáo hội địa phương do giáo hoàng quyết định.
Quản lý giáo phận là một giám mục. Theo giáo luật, giám mục có tất cả quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp trong phạm vi tôn giáo. Giáo xứ là đơn vị cuối cùng có tư cách pháp nhân của giáo hội. Đứng đầu giáo xứ là một linh mục chính xứ do giám mục giáo phận bổ nhiệm và dưới quyền giám mục giáo phận. Trong điều kiện thiếu linh mục thì có thể có một linh mục cai quản nhiều giáo xứ. Một giáo xứ có thể có nhiều giáo họ. Trong trường hợp có nhiều linh mục thì một linh mục có thể coi sóc một hoặc nhiều giáo họ. Ngoài ra còn có các cấp trung gian mang tính liên hiệp, bao gồm có giáo tỉnh và giáo hạt. Hàng giáo sĩ trong Công giáo được hình thành theo cấp bậc rất rõ ràng, có ba chức thánh là giám mục, linh mục và phó tế. Ngoài ra còn có các tước vị khác như hồng y, tổng giám mục, đức ông. Trong Công giáo thì giáo hoàng là người có chức vị cao nhất, có nhiều danh xưng như giáo chủ, đức thánh cha, người kế vị thánh Phêrô, là đại diện của Chúa Giêsu nơi trần thế, vị giáo chủ tối cao của toàn thể tín đồ Công giáo. Giáo hoàng có quyền tối thượng, toàn diện và trực tiếp đối với giáo hội từ giáo triều Vatican đến giáo hội địa phương và cơ sở. Hồng y là tước phẩm xếp ngay sau giáo hoàng. Các hồng y trên thế giới hợp thành hồng y đoàn, có nhiệm vụ bầu giáo hoàng và giúp giáo hoàng cai quản giáo hội. Tổng giám mục là giám mục đứng đầu các tổng giáo phận. Giám mục là những người được trao việc coi sóc một bộ phận, có thể toàn quyền về mặt tôn giáo trong giáo phận đó, gọi là giám mục chính tòa. Trong một giáo phận có thể có giám mục phó hoặc giám mục phụ tá giúp việc cho giám mục chính tòa. Linh mục là những người coi sóc mục vụ ở các giáo xứ hoặc làm việc tại các tòa giám mục và linh mục dòng hoạt động tại các dòng tu. Phó tế bao gồm có phó tế tạm thời và phó tế vĩnh viễn. Phó tế tạm thời là những người hướng tới chức linh mục, tức là những người đã học xong những chương trình đào tạo các đại chủng viện chờ được tấn phong làm linh mục. Và phó tế vĩnh viễn là những người không hướng tới chức linh mục. Phó tế vĩnh viễn có thể là những người đã có gia đình, nhưng sau khi thụ phong nếu người vợ qua đời thì không được lập gia đình nữa. Hàng giáo phẩm của đạo Công giáo nói chung rất quan trọng, là những người được thay mặt cho Chúa để điều hành các hoạt động của giáo hội, là cha thiêng liêng, cha tinh thần không thể thiếu trong các sinh hoạt tôn giáo hàng ngày của tín đồ Công giáo. Quá trình truyền bá Công giáo vào Việt Nam bắt đầu từ các thập kỷ đầu của thế kỷ thứ 16, song thực tế phải đầu thế kỷ thứ 17, hoạt động truyền bá mới được tổ chức một cách quy mô và đạt hiệu quả. Công giáo truyền vào Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực cho văn hóa, xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, một bộ phận nhỏ tín đồ và chức sắc Công giáo bị các thế lực đế quốc lợi dụng, ảnh hưởng đến quan hệ nhà nước và giáo hội. Sau năm 1975, đất nước hai miền Nam Bắc thu về một mối, giáo hội hai miền có điều kiện thuận lợi để tiến hành thống nhất. Năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ nhất, ra thư chung lịch sử với đường hướng hoạt động sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam thể hiện tình cảm và trách nhiệm của người Công giáo với đất nước. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là đòi hỏi của phúc âm. Thư chung năm 1980 cũng định ra nhiệm vụ xây dựng một nếp sống đạo mới và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Trên đây là một số thông tin khái quát về Công giáo. Hy vọng các bạn đã có thêm những hiểu biết mới về một trong những tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam này.